Trước thực trạng hàng ngàn căn hộ tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang bị bỏ hoang, theo các chuyên gia bất động sản, thành phố Hồ Chí Minh nên có cơ chế mở để cho thuê ngắn hạn, từ đó tạo nguồn thu. Việc cho thuê có kèm theo yêu cầu đó là khi nhà nước cần thì người thuê phải bàn giao lại. Những căn hộ vô dư thì cần bán cho những người có nhu cầu. Với dự án có số căn hộ tái định cư lớn nên chia nhỏ số lượng căn hộ khi bán đấu giá để tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư tham gia. Ngoài ra, một phương án khác cần được nhắc tới đó là nên chuyển một lượng căn hộ tái định cư bị bỏ trống thành nhà ở xã hội để bán rẻ cho cán bộ, công nhân viên chức, người thuộc diện chính sách, công nhân lao động chưa có nhà ở. Như vậy, đối với các căn hộ cho thuê, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải khỏi tốn chi phí bảo dưỡng, còn đối với các căn hộ bán cho khách hàng cũng sẽ có thêm nguồn thu. Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 9.434 căn hộ và hơn 2.500 nền đất tái định cư để trống tại 163 dự án. Trong đó, một số được quản lý để chờ bán đấu giá với gần 4.800 căn hộ. Số khác là hơn 2.000 căn hộ chờ bố trí tái định cư cho các dự án trong tương lai. Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh phải chi hơn 70 tỷ đồng phục vụ cho công tác vận hành, bảo quản, duy tu nhà tái định cư.